xưởng gỗ Mộc Lam Huy xin chào. Vâng, hôm nay Mộc Lam Huy xin được giới thiệu tới cho tất cả quý vị khán thính giả một bộ ghế bát tiên cột 12, 6 món với chất liệu là gỗ chèm bông vàng và mặt được làm bằng gỗ gõ đỏ. Đây là mẫu ghế mới nhất hiện tại xưởng Mộc Lam Huy. Vâng, đây chính là mẫu ghế bát tiên song long và mẫu bát tiên thuộc mã số 02 của Mộc Lam Huy, với dàn tó hai con rồng rất là lớn ở trên chiếc ghế này, và dàn cột là cột 12, cột 12 đủ, tay 12 đủ, và tay trống là tay trống rồng. Vâng, thì nói về các chi tiết chạm khắc thì tại đây là dàn tó Mộc Lam Huy được chạm CNC, có nghĩa là được chạm bằng máy vi tính, với chiều cao của dàn tó là 28 phân. Dàn tựa đục bát tiên với độ dày là 4 phân. Dàn tay là tay 12 được vén cong và có độ dày là 4 phân rưỡi. Tay trống rồng có độ dày là 6 phân. Và đặc biệt đó là dàn dẹo tai bèo chi tiết hoa đá tây vén cong tại hàng gỗ chàm, lần đầu tiên có trên sản phẩm gỗ chàm. Và cái tấm tấm dạ này thì có độ dày là 2 phân rưỡi. Và chi tiết chân là chân đầu lân và chân móng được đục rất là sâu. Đối với gỗ chàm thì đây là sản phẩm đục sâu nhất của Mộc Lam Huy. Và tất cả 6 món thì đều tương tự, thiết kế tương tự như nhau. Tiếp theo đó là cái ghế băng. Cái ghế băng thì có điểm nhấn lớn nhất ở trên dàn tó đó là hai con rồng rất là lớn. Ở giữa thì có một cái đục một cái mặt hổ phù và hai bên có hai con phượng. Dàn tó này tiếp tục có chiều cao là 28 phân. Và dàn tựa là tựa đục bát tiên với chủ đề là bát tiên hội tụ. Có độ dày của dàn tựa là 4 phân rưỡi. Rất nhiều cái chi tiết mà được anh em lọng thủng tại đây. Rất là đều, rất là đẹp, y như là trên hàng gỗ có đỏ cao cấp. Và tất nhiên rồi, cái lúc đục này cũng y như lúc đục của gỗ có đỏ luôn. Tiếp theo thì dàn dạ tương tự, dàn dạ được đục dạo tai bèo và chi tiết hoa lá tây vén cong. Và dàn chân là đầu lân, chân móng đục rất là dày. Tay tiếp tục vẫn là tay trung đồng trên cả 6 món. Vâng, cả 6 món của Mộc Lam Huy thì đều được làm bằng dàn mặt, được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ với độ dày là 1 phân 4. Và khuôn bao ngoài được làm bằng gỗ chèm có độ dày là 2 phân rưỡi. Tổng thể cả 6 món đều như nhau. Tại đây thì chúng ta có một cái bàn. Bàn thì Mộc Lam Huy có làm một hộp kéo ở giữa để chúng ta có thể kéo ra kéo vô để những cái vật dụng nhỏ. Và tiếp và tất nhiên rồi, ở đây thì Mộc Lam Huy cũng đi dạo tai bèo và chi tiết hoa đá tây vén cong. Và chân thì vẫn tiếp tục là chân 12. Mẫu bát tiên này thì ban đầu như Mộc Lam Huy ra thì chúng tôi ra là hàng tay nghê, nhưng mà được sự góp ý của khách hàng là lên chuyển về cái tay rồng ngày xưa, ngày cũ thì sẽ đẹp hơn. Vậy nên là chúng tôi chỉnh lại cái dáng ghế như vậy và chúng tôi sẽ quyết định để nguyên cái mẫu này. Thì nếu như quý vị để ý, ở mẫu bát tiên mã 02, sản phẩm mà không có dẹo tai bèo và không có bàn đôn hộp kéo tại Mộc Lam Huy, chúng tôi có sản phẩm này có đã bán trước có giá là 13.500.000. Còn ở đây là sản phẩm chúng tôi cải tiến và có giá hiện tại của sản phẩm này đang là 15.000.000. Giá này thì đã bao gồm luôn cái chi phí sơn, sơn BU đầy đủ và tặng kèm quý vị một tấm kính mặt bàn, cũng như đi kèm với chính sách giao hàng miễn phí 30 cây. Và riêng thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi miễn phí cho quý vị hai quận, đó là quận 9 và quận Thủ Đức. Tại Mộc Lam Huy thì nói về các sản phẩm gỗ chàm thì luôn luôn là chúng tôi để các sản phẩm gỗ nó khô, nó co rút hết thì bắt đầu chúng tôi mới sơn, với bàn giao cho quý vị. Dù đó là sản phẩm salon gỗ hay là bàn ăn, kệ TV hay bất cứ sản phẩm gì được làm bằng gỗ chàm thì chúng tôi đều khuyến khích khách hàng là hãy chờ chúng tôi, khi là sản phẩm nó đạt tiêu chuẩn thì bắt đầu chúng tôi mới sơn, với bàn giao cho quý vị. Đối với các sản phẩm gỗ chàm này thì tại Mộc Lam Huy chúng tôi bán và bảo hành cho quý vị trong thời gian là 2 năm trong các tình huống nứt, xé hoặc là co rút của gỗ.
Vâng, tổng quan thì đây là một bộ 6 món, một ghế băng, hai ghế đôn, hai ghế đơn, một bàn chè và hai đôn. Thì bàn chè có hộp kéo. Và kích thước cụ thể như sau: ghế băng dài 2m, cao 1m2, sâu 60. Ghế con cao 1m2, rộng 85, sâu 60. Bàn thì dài 1m2, rộng là 60. Như quý vị thấy là dàn mặt được làm bằng gỗ đỏ, rất là vân, rất là đều, rất là đẹp. Và hoàn toàn là mặt một lẽ hết. Có độ dày là 1/4. Ở dưới thì cũng có kẹp thêm cây, rất là chắc chắn. Các sản phẩm này thì ở Mộc Lâm Huy luôn luôn là có sẵn mộc cho quý vị tới kiểm tra gỗ và ký tên. Sau đó quý vị có thể yêu cầu màu sơn theo ý thích, thì chúng tôi sẽ đáp ứng cho quý vị về cái màu sơn và độ bóng cũng như là thời gian giao hàng theo đúng yêu cầu. Một lần nữa thì nếu như quý vị có nhu cầu về sản phẩm này thì xin liên hệ trực tiếp với Mộc Lâm Huy qua cái số điện thoại ở bên dưới video đây, hoặc là quý vị có thể tới tận xưởng của chúng tôi để trực tiếp tận mắt chứng kiến các sản phẩm mộc, sau đó ký tên. Vâng, một lần nữa thì Mộc Lâm Huy xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán thính giả ở những clip lần sau.